Là Đạt Nguyễn xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Nguyễn hôm nay. Lời đầu tiên cũng chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay mình đọc được một cái bài báo các bạn. Đó là cái bài báo Thanh Niên. Rồi sau đó là mình đọc lại thêm được cũng được một bài báo Thanh Niên nữa. Nó nghịch quá. Mình cũng đau đầu quá các bạn. Hay báo chí của Việt Nam thì người dân Hàn Quốc bây giờ không có việc làm các bạn, sắp sửa đi vô Việt Nam xuất khẩu lao động ngược lại rồi. Người dân Hàn Quốc bây giờ làm là chỉ có dưới 36 tiếng thôi, thì sống lãnh lương tính ra tiền Việt Nam thì có được có 6 triệu rưỡi rồi các bạn, khổ quá. Thì dân trẻ của Hàn Quốc thì phải đi kiếm việc làm mới rồi các bạn, mình nghĩ vậy đó. Thì chỉ có đi vô Việt Nam các bạn. Trong khi đó thì Việt Nam thì ngược lại chạy qua Hàn Quốc làm 40 triệu. Hai bài chia sẻ nghịch nhau. Mình không biết giờ nó ra sao, báo chí của Việt Nam. Thì mình cùng nhau chia sẻ thử các bạn. Trời ơi, nhiều khi mà nhìn vô cái tiêu đề á, nhiều người trẻ đi làm nhưng thu nhập không đủ sống. Khi mà bạn đọc như thế thì bạn nghĩ đó là người Việt Nam. Đây nè, đó, nhiều người trẻ đi làm thu nhập thấp không đủ sống. Thì mình nhìn vô nói vậy là đúng rồi, phản ánh đúng rồi, nhưng mà không phải. Dân Hàn Quốc chuẩn bị chạy vô Việt Nam đi xuất khẩu lao động. Cái đó mình nói rồi mà. Mình cùng nhau chia sẻ cái bài này thử coi. Nhiều người trẻ đi làm nhưng không đủ sống. Đó là người Hàn Quốc chứ không phải là người Việt Nam. Có những người trẻ chỉ có đi làm mỗi tuần dưới 36 tiếng đồng hồ. Chính vì vậy mà thu nhập không đủ sống. Bạn đọc tới đây thì bạn cũng tưởng là người Việt Nam. Nhưng không phải các bạn. Hàn Quốc sắp toang rồi. Theo tờ Joseon ngày 6 tháng 7, hiện nay không có ít người trẻ Hàn Quốc, đó tới đây mới hiểu nè, không đủ sống hoặc có cuộc sống khá chật vật vì thu nhập thấp. Wow! Giới trẻ không có đủ sống vì quá chật vật, thu nhập quá thấp. Cụ thể có khoảng 489.000 người chiếm 12% tổng số thanh niên của Hàn Quốc. Có việc làm ở độ tuổi 19 tới 34, làm dưới 36 tiếng đồng hồ trên tuần. Theo luật, người làm việc hơn 36 tiếng đồng hồ trên tuần được coi là công nhân toàn thời gian. Không biết luật của đâu. Ok, luật Mỹ thì nó vậy đó. Còn luật Hàn Quốc thì không biết, còn luật Việt Nam thì ra sao. Để rồi từ đây nhiều thanh niên phải chấp nhận làm việc bán thời gian là part time, trong khi tìm cơ hội được các công việc toàn thời gian trong cái ngành nghề mà mình lựa chọn. Một số nhân viên kiếm được mức lương tối thiểu 346.000 won trên tuần, có hơn được 6 triệu rưỡi đồng, hoặc là ít hơn 1,4 triệu won, 25,5 triệu, cái này là 6,5 triệu trên tuần, chứ không phải 6,5 triệu trên tháng. Mà người dân Hàn Quốc tổng cộng làm thì có 25,5 triệu trên tháng rồi các bạn. 25,5 triệu. Chút nữa bạn coi cũng là bài báo Thanh Niên, nó đi qua bên Hàn Quốc làm 40 triệu trên tháng. Bây giờ chính phủ Hàn Quốc ước tính là chi phí trung bình hàng tháng của người sống một mình. Lý do cái tình trạng này, một người sống một mình ở Hàn Quốc thì phải cần 29 triệu. Lý do đó mà tình trạng này là công việc toàn thời gian, bố không có sẵn sàng. Thôi ơi, trong một cuộc khảo sát chính phủ Hàn Quốc, hiện là có 3.223, khoảng 57% người trẻ ở đất nước này sống với cha mẹ. Nhiều người trong số này không có ý định chuyển ra ngoài sớm, vì cảm thấy cần thiết phải tiết kiệm sinh hoạt chi phí. Wow, Hàn Quốc sắp toang rồi. Những người tuổi sống ẩn dật
Vào năm 2022, 2,4% thanh niên Hàn Quốc từ chối ra khỏi phòng. Thôi mấy cái đó bỏ qua đi, đang nói tiền. Ok. Rồi, cũng đầu báo thanh niên. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc. Trong nghề mới, lương gần 40 triệu. Mới vừa nói là bên Hàn Quốc, giới trẻ từ 19 tới 34 làm có 25,5 triệu đồng. Thì tờ báo này viết mới toanh. Ngày hôm qua nó vừa viết là bên Hàn Quốc không có việc làm, dân làm có 36 tiếng. Bây giờ ngày 8 tháng 7 là đi qua bên Hàn Quốc làm 40 triệu. Thử coi các bạn. Trong tháng 7 này, Trung tâm Lao động ở nước ngoài, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thí điểm tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc, nghề hàng năm 2023. Đó, đi qua làm cu li nữa. Người lao động tham gia chương trình có cơ hội làm việc tại Hàn Quốc trong 3 năm, mức lương 40 triệu đồng trên tháng. Nó mới vừa nói là mức lương 25 triệu của dân Hàn Quốc mà dân Việt Nam qua làm 40 triệu đồng. Nó nghịch quá, khó hiểu quá các bạn. Thì cuối cùng toàn là đi qua bên đó làm xuất khẩu lao động đem tiền về trong nước làm gì có. Ngày 8 tháng 7, bà Phạm Thị Ngọc Lan, giám đốc Trung tâm Lao động nước ngoài, ngoài nước, cho biết đơn vị này vừa thông báo kế hoạch thí điểm tuyển chọn lao động được thực hiện theo chương trình cấp phép làm cho việc nước ngoài ở Hàn Quốc. Đi qua Hàn Quốc là phải đi học thấy mẹ luôn, trước khi là họ học tiếng Hàn rồi thi vô. Ở bên Hàn Quốc nó tuyển là 300 lao động, bây giờ là tuyển đợt 1 2023 thì đi thi vào tiếng Hàn mà 80 trên 130 điểm thì đậu. Bạn thấy khó khăn cho người lao động chứ không phải giỡn đâu các bạn. Phải đi học tiếng Hàn, phải tùm lum tùm la và tốn rất là nhiều tiền. Thì nộp hồ sơ là ngày 7 đến ngày 14 tháng 7. Còn mới quá ha. Ừ. Rồi bây giờ bạn đi thi thì bạn cũng phải đóng tiền. Khóa đào tạo tiếng Hàn là 33 ngày. Kết thúc khóa đào tạo người lao động phải cái năng lực phải tốt là 80 điểm trên 200 điểm hả? Người lao động được tham gia hai lần thi tiếng Hàn và kết quả thì nhận được phải có điểm là cao nhất mới được đi. Trời ơi. Đi qua nước người ta bạn thấy phải đi học chết mẹ luôn. Rồi chưa chắc là học xong rồi chưa chắc là được. Có nhiều người có khiếu, người đâu có khiếu đâu các bạn. Nói bà xí bà tú chơi thì được thôi. Rồi việc tổ chức phỏng vấn thi tuyển, đề thi tiếng Hàn, rồi công tác chấm thi, rồi cũng phải trả tiền cho họ. Rồi phí đào tạo nghề hàng và chi phí sát hạch cái tay nghề là 9 triệu rưỡi cho 10 triệu đồng người đi xuất khẩu lao động phải đóng. Và nộp cho Trung tâm Lao động nước ngoài là 3,2 triệu đồng để đăng ký, rồi tương đương gì đến 24 đô la. Người lao động đặt yêu cầu tiếng Hàn, các doanh nghiệp Hàn lựa chọn hợp đồng, chi phí. Rồi tiền lương là số tiền Việt tương đương là 630 đô la đóng tiền nữa. Rồi cái quỹ là 100 triệu đồng trước khi xuất cảnh như quy định. Trời ơi, nội mà vừa đi qua bên Hàn mà đóng quá trời đóng luôn. Đóng không hiểu luôn. 100 triệu đồng. Rồi 3 triệu đồng nè, rồi 9 triệu đồng nè, đó, đóng thất chết cha luôn các bạn. Người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn, được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng. Trời ơi. Thì qua bên đó nó làm như thế này, thấy không? Họ nói mấy người dân Hàn Quốc là làm không có tiền, bây giờ là qua được làm nhiêu? 9.620 won một giờ, để quay lại cái bài đầu tiên coi. Nói người dân Hàn làm nhiêu? 9.620 won một giờ. Người dân Hàn làm, nó không có ghi giờ ha, 346.000 won một tuần. Rồi, rồi, rồi. Đâu rồi? Ok.
Ok, right here. Qua bên đó làm 3 năm, doanh nghiệp có thu nhu cầu được chia ra. Tại Hàn Quốc, người lao động được hưởng mức lương cơ bản. Rồi tính ra là gì 20 209, giờ nó ghi không hiểu gì hết. Nói chung là thu nhập với mức thu nhập bình quân thì Việt Nam xuất khẩu lao động qua bên đó kiếm được 1.500 tới 2.000, kiếm được 1.500 tới 2.000 thì 1.500 đã là ba mấy triệu rồi các bạn. Mà cái bài trước thì dân Hàn Quốc mà trẻ tuổi làm mới có được có 25,5 triệu, mà cái mức sống Hàn Quốc là 29 triệu mới sống nổi. Nó ghi tùm lum đó, đó. Rồi năm 2023 Việt Nam Hàn Quốc cũng ký hợp đồng tổ chức kỳ thi tiếng Hàn. 23.400 lao động có nguyện vọng đi làm Hàn Quốc với số lượng đăng ký lớn nhất trong 10 năm qua. Trời ơi, Việt Nam nó khổ quá mà các bạn. Vậy nó sướng không? Việt Nam có sướng không? Đi làm đâu phải muốn qua bển là qua đâu, đi học rồi hạch sách rồi tùm lum tà la đóng trên 100 triệu mới qua nổi. Mà trong khi đó thì nó nói dân Hàn đang khổ. Dân Hàn đang khổ tại sao dân Hàn nó không mướn dân Hàn? Mà dân Hàn có 36 tiếng à là không có việc làm, tại sao mướn dân Việt Nam? Mà nói tùm lum hết á. Rồi. Bao đời nay người Việt vẫn vất vả mưu sinh, kiếm được đồng tiền cũng cực nhọc lắm chứ. Có phải đi du lịch đâu. Nên nhớ là sức ngoại để đi làm thuê đấy. Tuy nhiên vất vả vẫn tốt hơn trong nước nhiều. Đó. Thì người đi xuất khẩu lao động là người, cái người bao nhiêu tuổi các bạn? Người trẻ tuổi. Tại sao không ở lại giúp đỡ quê hương và đất nước đi? Cởi nó đi. Trời ơi, tôi lo chén cơm trước đi. Để mấy bác lo. Thấy không? Đừng có lo. Để mấy bác lo. Đó. Hồ hởi đi lắm, phấn khởi đi lắm. Bạn gì đi kiếm được tới 40 triệu. Rồi nó nói dân Hàn Quốc kiếm được có 25 mà trời ơi đang đói lắm, sợ không biết nữa. Mong người lao động luôn có việc làm ổn định sướng người. Trời ơi, vậy mà mình sướng, ngày nào cũng thấy. Qua bển rồi bạn thấy không? Trốn để làm việc lương cao hơn. Tại mình qua bển mình làm lương tối thiểu các bạn. Nghe nữa. Cần đào tạo nghiêm túc, tránh tình trạng lao động trốn ở lại Hàn Quốc. Đó. Vậy mà nó nói sướng không? Ngày nào cũng thấy vậy. Tin vui cho người lao động. Trời ơi, đi xuất khẩu lao động qua bển làm lao nô. Mà nó nói tin vui. Mà cũng vui thật các bạn. Tại vì ở Việt Nam là nô lệ, còn quanh kia lao nô. À. Thị trường lao động Việt Nam luôn dồi dào. Ước mơ Việt Nam có nhiều việc làm, lương cao. Để thanh niên không phải lao động nơi xứ người. Đó là ước mơ thôi. Thôi ráng đi, vài bữa nữa Hàn Quốc nó qua, nó làm lao động ở bên Việt Nam. Nguồn nhân lực lao động ở nước ta dồi dào. Đây là một hướng đi đúng, cần triển khai sâu hơn. Đi làm lao lô, lao nô ở đất nước người ta mà nó nói đúng. Người trẻ nên đi làm, dù việc không sang trọng gì. Thấy không, bạn đi làm thợ hàn nó cũng không sang trọng gì. Lương cao nên tiết kiệm được. Đi xuất khẩu 10 năm giàu hơn công nhân ở nhiều ở Việt Nam 10 năm nhiều. Đó, mặc dù cái công việc đó nó không sang trọng gì, đi làm thợ hàn nó khi dễ đó. Chính phủ tạo điều kiện cho người dân quá nè, rất hấp dẫn. Cảm ơn đảng, cảm ơn bác nha, đã tạo cho người dân bấp bênh đi làm lao nô xứ người. Đi lao nô xứ người mà nó nói là hãnh diện. Thấy không? Đi lao nô xứ người mà nó nói là mãi đỉnh. Đi lao nô xứ người mà cảm ơn bác. Mình không thể nào sống được ở trong cái đất nước của mình, cho nên mình mới đi làm ở xứ người ta. Nếu mà bạn đi định cư nó khác các bạn. Cái này bạn gọi là đi xuất khẩu lao động. Công việc không hề dễ dàng. Người dân bản xứ họ không làm, cho nên mới đi mướn người ở ngoài. Mỹ cũng vậy. Những công việc như là gà, bò, cá,
hoặc là bẻ bắp bẻ rau đồ đó. Thì cái mà bẻ bắp á, là họ có mướn người Việt Nam, nhưng mà gà cá bò heo đồ đó là người ta mướn người Việt Nam, tại người bản xứ họ không làm cái việc đó, cho nên đành phải mướn ở ngoài. Và người bản xứ của Nhật cũng vậy, Hàn Quốc cũng vậy, nó không thèm làm, mà nó ghi cái bài trước là dân không có việc làm. Nếu không có việc làm nó đã lấy hết việc làm rồi, dân Việt Nam làm gì có việc làm các bạn. Mà qua Hàn Quốc mình vẫn đi làm lao nô ở xứ người, mà nó vẫn hãnh diện, nó vẫn hãnh diện. Còn nó nói những cái Việt kiều Mỹ qua bên đây như Đạt Nguyễn đi làm cu ly, mà dân Việt Nam nè đi làm lao nô ở xứ người ta, ok, mà vui vui các bạn, họ có tinh thần. Khi mà nãy mình có coi một clip cuộc sống Mỹ nè, trời ơi khổ lắm, đi sáng mơ đi làm á còn khổ hơn là người nông dân ở Việt Nam nữa. Đố các bạn tại sao, chút nữa mình sẽ chia sẻ cái bài đó các bạn. Tại sao các bạn đi xuất khẩu lao động các bạn cực mà các bạn vui, mà những người Việt kiều Mỹ ở đây mà họ định cư Mỹ, họ đi làm mà họ nói cực các bạn? Chỉ có một cái thôi, tinh thần họ không có. Họ làm cái việc đó đó để cho cái gì? Họ bơi 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 bơi, họ không hứng thú với công việc. Mặc dù các bạn ở Việt Nam đi qua xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, Nhật Bản, vân vân, nhiều khi các bạn làm để lấy tiền thôi các bạn, nhưng bạn có một cái động lực. Động lực đó là động lực gì? Cái động lực đó là nó làm cho các bạn có tinh thần á, để các bạn làm việc á. Đó là mỗi tháng các bạn lấy về, bạn gửi về Việt Nam chi phí hết đi khoảng được cho 20 triệu đi, con bạn được hưởng, cha mẹ bạn được hưởng, hoặc thậm chí vợ của bạn đang ở Việt Nam nuôi con, cái đồng lương đó. Cho nên các bạn có hồ hởi hứng khởi đi đi. Và những người chưa có gia đình thì họ gửi tiền về cho gia đình của họ để xây được căn nhà, mua được miếng đất các bạn. Cho nên họ có cái tinh thần, thấy không? Còn những con người ở Mỹ đế này, nó qua đây nó làm, nó nói, trời ơi đương sáng mơ dậy đi đi làm 5 giờ sáng, 4 giờ sáng, Đạt Nguyễn ba mấy dậy rồi đó, còn khổ hơn là nông dân nữa. Cuộc sống ở Mỹ nó chán lắm, ai nói sướng đâu mà sướng. Đó, nhìn những người này đi thì thầy biết là mình có sướng hay không rồi các bạn. Đi qua cái nghề, những cái nghề hàng đó, nó không phải là dễ dàng đâu. Có thể là những cái nơi khắc nghiệt các bạn, nóng quá, đúng không? Nặng quá, cẩu lên hàng, chui vô những cái ống nọ, ống kia để mà hàng. Chứ nó không phải là dễ dàng. Dơ dái, bụi bặm, bẩn thỉu thì người bản xứ Hàn Quốc họ không làm. Mà trong khi đó nó nói Hàn Quốc không có việc làm, Hàn Quốc không có việc làm, mà mình qua đùng 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 đi xuất khẩu lao động để là cứu cánh rồi các bạn. Nhưng đây là gọi là đi cái đi chính của chủ trương của bác, để đem cái đồng ngoại tệ mà bán được, kiều hối bán được, thế giới nó xài cái đồng won, đồng Nhật, đồng đô la, vân vân. Thì cái này là một cái thất bại hoàn toàn của mấy bà. Mà càng ngày càng đi xuất khẩu lao động vậy mà nó nói đúng đường mới ghê. Trong nước lương thấp quá. Tại vì mở ra vậy thôi, chứ còn mà lương cao mà phải mà bạn làm cái lương 7 triệu mà bạn sống phè phè ở bên Việt Nam á, thì nó quá là sướng rồi bạn. Trời ơi cái gì nó cũng rẻ hết. Mà bây giờ mặt nó nói cái gì vẫn còn rẻ, nó vẫn còn nói xăng rẻ hơn bên Mỹ mà. Quá là tiêu cực các bạn. Đi tính cái trái ốc, trái cóc, trái sòi. Mua cái tivi cũng mắc hơn dân Mỹ mua. Đổ lít xăng cũng mắc hơn dân Mỹ mua. Mà nó nói là rẻ. Nó không hiểu đó, tụi nó không hiểu câu chuyện. Rồi đến phiên nó phải đi xuất khẩu lao động, hoặc nó không đi xuất khẩu lao động thì đời con đời cháu sẽ đi thôi. Càng ngày càng khổ thì đi qua nước người ta xuất khẩu lao động, nó trốn bệnh mà nó dí nó bắt. Chạy chết mẹ, trốn chui trốn nhủi. Vậy mà nó hãnh diện cái gì vậy? Trong khi thằng Nhật nó để đi nó hãnh diện vậy, Hàn Quốc mà nó qua nó hãnh diện. Thì Hàn Quốc, Nhật thì chưa có thấy mà gọi là cái tiêu cực, nó qua nó đè đầu cởi cổ nhiều. Có là nó đập dân mình rồi, ok. Nhưng mà thằng Trung Quốc là thằng láo cá nhất. Nó vô,
Bạn thấy đi, nó đi vô Nha Trang, nó đi vô những cái Đà Nẵng mà nó làm ông nội các bạn. Thấy không? Còn Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc là Đài Loan á, thì nó có cái phần tiêu cực đó, chứ không phải là đa số, nhưng mà thằng Trung Quốc là cái thằng tiêu cực rất nhiều. Bạn làm gì nó? Tại nó có tiền, nó có quyền các bạn. Đó là những gì mình muốn chia sẻ các bạn. Bây giờ mình xin tạm dừng video đây. Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.